tiếp tục việc trồng rau hoa, củ quả cho vui. Sau khi có chậu rồi thì mình đi tìm đất, mà đất khó tìm quá, đi xa quá. Không sao không sao, mua đất dạng nén đi, nhỏ gọn mà tiện sử dụng. Hãy xem các viên đất nén trồng cây này nhé. Các viên đất nén là